Xin chào các bạn, nó quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Có một thương hiệu rất nhiều người Việt Nam chúng ta biết tới, nổi tiếng với những chiếc đồng hồ bền bỉ, chất lượng tốt, độ chính xác cao, giá phải chăng, đến từ Nhật Bản. Và đó chính là thương hiệu Seiko. Nhưng ít ai biết rằng phân khúc sản phẩm của thương hiệu Seiko trải dài từ một vài triệu cho đến hàng tỷ đồng. Hôm nay, Gia Bảo Luxury xin giới thiệu tới các bạn một số điểm thú vị về thương hiệu Grand Seiko đã từng thuộc tập đoàn Seiko nhưng nay tách ra thương hiệu riêng vào năm 2017. Thì tôi cũng sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc Grand Seiko Spring Ride có mức giá hãng niêm yết lên tới hơn 100 triệu cùng phân khúc tầm trung với những thương hiệu như Omega, Longines đến từ Thụy Sĩ. Từ năm 1960 thì biểu tượng của Grand Seiko là một chú sư tử dũng mãnh thường xuyên được xuất hiện tại mặt đáy của đồng hồ. Thì sư tử được sinh ra với kỳ vọng đưa Grand Seiko trở thành King of Watch, chúa tể của những chiếc đồng hồ. Nhắc đến Grand Seiko thì chúng ta có thể nghĩ ngay đến đơn giản này, tinh khiết và thực tế. Chính là cái ngôn ngữ thiết kế của Grand Seiko được cấu tạo thành bởi 9 nắp chữ với độ hoàn thiện, tinh tế và thẩm mỹ rất là cao tới từng chi tiết các bạn ạ. Đầu tiên thì cọc số kép góc 12 giờ, đó là một cái cọc số kép. Tuy nhiên là ở trên phiên bản Spring Ride tôi đang giới thiệu đây là một cọc số lớn thay cho một cọc số kép. Thứ hai, cọc số với thiết kế vát 4 cạnh với cái tác dụng là phản ánh sáng đa chiều. Chúng ta có thể nhìn thấy ở trên video dưới đây. Tiếp đến là bezel được đánh bóng rất là tỉ mỉ. Phần thân vỏ này thì được đánh bóng với hai loại hoàn thiện khác nhau. Đó là đánh bóng gương ấy, và mài xước tạo nên một sự tương phản rất là rõ rệt. Một điểm nữa, đó chính là phần búng vặn thông minh. Mặt số phẳng tăng hiệu ứng nổi bật cọc số. Kim giờ phút giây với độ hoàn thiện tinh xảo, tôi phải nói là đánh giá là thuộc top hàng đầu trên thế giới luôn, trên cả những cái thương hiệu cao cấp đến từ Thụy Sĩ hay là Đức. Chúng ta cùng khám phá về cái cỗ máy Spring Ride. Thì đây là một cái sáng tạo rất là thú vị đến từ đất nước mặt trời mọc. Một cái đặc điểm mà Spring Ride tạo nên sự khác biệt với những chiếc đồng hồ cơ học khác, đó chính là cái cây kim dây trôi mượt như là mây trời, gần như chúng ta không thể phát hiện được khoảng dừng đáng kể, khác với những chiếc đồng hồ cơ khí thông thường kể cả là 2 bit. Ngoài ra thì cỗ máy này còn hoạt động hoàn toàn trong sự im lặng, không có bất kỳ một tiếng động nào được tạo ra trong quá trình vận hành. Chưa hết, cỗ máy còn có một độ chính xác cao gấp nhiều lần đồng hồ cơ học truyền thống, với sai lệch theo công bố của hãng chỉ có cộng trừ 1 giây một ngày và không quá 15 giây một tháng. Tức là khi mà tôi tham khảo một số cái website cũng như là trải nghiệm về chiếc đồng hồ này, tôi nhận thấy rằng là cái độ chính xác của nó thậm chí là còn không đến 15 giây một tháng, nó chỉ khoảng tầm 7 giây, cộng trừ 7 đến 10 giây một tháng mà thôi các bạn ạ. Trong cái video này thì tôi có giải thích một cái câu hỏi mà thường xuyên được nhắc đến khi đề cập đến cái cơ cấu Spring Ride này, đó là Spring Ride là máy cơ hay là đồng hồ điện tử hay là một cỗ máy điện tử. Thì câu trả lời của tôi là Spring Ride là Spring Ride. Spring Ride không hoàn toàn là đồng hồ cơ học. Bởi vì sao? Vì trong cơ cấu này thì vẫn còn chip IC điện tử. Và đồng hồ cơ học là hoàn toàn được xây dựng từ 100% cơ khí. Thế nếu nói đồng hồ này là đồng hồ điện tử thì sao? Đúng là trong cơ cấu của cỗ máy này thì có chip điện tử, nhưng nó không phải là một cái đồng hồ điện tử theo đúng nghĩa chúng ta thường nghĩ tới, với một cái viên pin, bo mạch điện tử điều hòa dao động, vân vân. Đơn giản là Spring Ride không có pin. Cỗ máy cấu thành bởi nhiều thành phần cơ khí độc lập. Lý do tạo nên một cơ cấu chuyên biệt mang tên Spring Ride đó là giảm một chút cơ khí, tăng tính chính xác. Kim dây trôi không điểm dừng. Đó là một cái điểm đặc biệt của Spring Ride. Nào, chúng ta hãy cùng khám phá về độ hoàn thiện của hai chiếc đồng hồ này. Đầu tiên là chúng ta hãy nhìn về tổng thể mặt số đi. Thì các bạn có thể cùng cảm nhận và đánh giá với tôi. Đối với tôi thì hai chiếc đồng hồ này so sánh về giá tiền hay là so sánh về độ nổi tiếng thì nó quá là khủng khiếp. Tuy nhiên nếu mà để nhìn nhận, hai chiếc đồng hồ này thì đều có độ hoàn thiện rất là cao. Một đến từ Thụy Sĩ, chế tác rất là cẩn thận và tỉ mỉ, đó chính là Rolex. Và một là Nhật Bản, tinh thần Nhật Bản rất là cao, tinh thần của những võ sĩ samurai, đó chính là Grand Seiko. Cọc số chỉ giờ của chiếc Datejust, đó chính là một cọc số mà ở trên nó là phủ chất dạ quang,
Còn của Seiko thì các bạn có thể nhìn thấy tuyệt vời đẹp, rất là đẹp, đúng không? Nổi lên thành hình khối, rất là nhiều cạnh đa chiều. Chất phát quang thì được đặt phía bên trên, độc lập và tách biệt với cả cái cọc số chỉ giờ. Hai bộ kim của hai chiếc đồng hồ này thì các bạn có thể tự đánh giá được độ hoàn thiện của nó, đúng không? Về cái phần tay càng hay là về phần bố cục thì chúng ta thường thấy Grasco này nó sẽ có cái điểm tương đồng với một số cái chiếc Omega Speedmaster, đặc biệt là phần tay càng. Hy vọng những cái thông tin và hình ảnh của Gia Bảo Luxury cung cấp sẽ giúp các bạn có cảm nhận trực quan nhất về Grasco Spring Drive, giúp các bạn trả lời được câu hỏi với mức giá hàng chục triệu lên đến cả trăm triệu có nên mua và sở hữu Grasco hay lựa chọn một thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng khác trong tầm giá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.